giới thiệu với toàn thể anh em nhé. Đây là chậu hồng phấn nha anh em nhé. Đấy, mầm gốc các bác nhìn thấy khủng không? Lên ác không? Chậu này là chậu 52 rồi nha anh em nhé. Đấy, mình làm key ở trên thân này các bác nhìn này. Anh em mình làm key trên thân này. Đấy, làm key được hai cái key này trên thân, mình để luôn nguyên trên thân mình không tách ra. Năm nay lại một chậu tác phẩm này, hồng phấn đấy. Rất đẹp, rất lực. Cũng cắt được một ít giống để chia sẻ cho anh em, giao lưu chia sẻ cho anh em. Nói chung là những cây nó thuần chậu rồi nhìn nó đẹp lắm. Nhìn là yêu, nhìn là thích rồi.